Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 5 triệu đô Top Gun O1 Look nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi trên kênh group nữa các bạn join vào các bạn, tiếp tục vào mất up nữa. Các bạn join tiếp kênh Chiller nữa nè. Rồi kênh Chiller các bạn bấm vào chat here approve, các bạn bấm start để lướt các trang các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục IS set ở multi thì mình đã được vượt qua cấp trang các bạn. Rồi các bạn bấm up lên nè. Sau khi bạn được duyệt xong cấp trang xong, tiếp tục cũng follow tờ Twitter và tán hai người bạn vào các bạn. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tờ tweet nè, các bạn tán hai người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tờ tweet, rồi bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn vào nè. Dòng thứ hai là liên chu tờ Twitter. Rồi tiếp tục thì các bạn điền cái link tờ Twitter của mình nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào mẫu hồ sơ nữa. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nữa. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên một link retweet thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra các bạn. Các bạn lướt xuống nè, các bạn chia sẻ các bạn là tờ tweet nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username các bạn đã cho anh tạo ai góp nè. Tiếp tục thì câu hỏi này thì nó hỏi mình dịch ra các bạn. Sao chép các bạn. Rồi bạn muốn thêm những tính năng nào trên One App thì các bạn có thể thêm bất kỳ nha các bạn. Mình chọn Farming. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ bên BSMatchen Bet20 trên YouTube Wallet của mình nha các bạn. Thì các bạn muốn nó thêm cái tính năng nào thì các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch ra nha các bạn. Rồi xong các bạn bấm gỡ nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 5 triệu đô Top Gun O1 lúc đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.